anh chị nha, thì sắp tới là kỳ nghỉ lễ rồi. Thì nhân đây cũng có thời gian rảnh một xíu thì EV xin phép quay sơ nhanh những chiếc xe đang có ở cửa hàng tại Toàn Trung Gia Lai. Anh chị nào mà có thời gian mình cứ ghé xem xe để chốt ngay một chiếc đi chơi lễ này nha. Rồi, chiếc đầu tiên là một chiếc xe trong phân khúc hạng A, rất là được nhiều anh chị cũng là tìm kiếm, tại vì nó cũng tầm tài chính là hơn 300 nè, số tự động nè. Đây là chiếc Fadil bản Bay, sản xuất 2022, lăn bánh thì khoảng 12.000 cây. Xe này bên em đang để với giá là 345 triệu Baruc hồ sơ. Nhưng đặc biệt là xe tuy bản Bay nhưng mà lên cho mình cũng khá nhiều option nha. Cam 360 nè, màn hình Android nè, cam hành trình, rồi các nút bấm ở vô lăng nữa, cam cảm biến lùi nè, cam lùi khá là đầy đủ luôn. Đó. Rồi tiếp theo là một chiếc xe trong phân khúc hạng B, rất là lướt luôn anh chị, 2023 Accent bản đặc biệt, có khoảng 4.000 cây thôi. Xe này bên đang bán với giá là 510 triệu nha anh chị. Xe bản đặc biệt nên có cam hành, có cửa sổ trời nè. Ngoài ra xe này cũng trang bị khá là tương đối nè, màn hình Android, cam hành trình. Rồi để đi xuống hai chiếc xe đây nha. Tiếp theo là chiếc xe Honda Brio, một chiếc xe nhập rất là bền bỉ luôn. Xe này thì bên đang bán với giá là 399 triệu đời 2020, lăn bánh thì khoảng hơn 4 vạn nha. Xe này thì nó có chỉ có thay cái cụm đèn hậu phía sau thôi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đâu anh chị. Một chiếc xe cũng siêu siêu lướt của cửa hàng em. Vios số sàn 2016, lăn bánh thì khoảng 3.800. Xe này bên đang để với giá là 375 triệu Baruc hồ sơ. Và anh chị yên tâm nha, một chiếc xe này thì bên em vẫn có cho mình những cái cam kết đi kèm mà. Rồi tiếp theo là hai chiếc xe cũng nhỏ gọn nè, số sàn. Đầu tiên thì phải kể tới chiếc Kia Morning, khoảng 100.000 cây nha. Xe này thì bên đang để với giá là 189 triệu Baruc hồ sơ đời 2016, số sàn nha chị. Một chiếc xe nhỏ gọn nè, máy xăng 1.2. Rồi, ngoài ra là mới vừa thêm chiếc Spark nè anh chị, 2018, số sàn khoảng 55.000 cây, bên đang bán với giá là 205 triệu Baruc hồ sơ nha anh chị. Rồi sẵn đây thì đây cũng thêm một chiếc Accent ở trong Gia Lai, em đang có vài chiếc Accent này, Cerato khá đầy đủ nha. Đây là Accent bản đặc biệt sản xuất 2022, xe thì lăn bánh khoảng 18.000 cây, bên đang bán với giá là 505 triệu nha. Xe này đặc biệt là xếp vàng đi xem á anh chị, anh chị yên tâm ạ. Rồi nồi đồng cối đá Vios bản G 2021, lăn bánh thì cũng là khoảng 14.000 cây, 12.500 cây, bên đang bán với giá là 505 triệu Baruc hồ sơ. Hai chiếc xe này thì cùng phân khúc nè, cùng giá nè, màu đen nữa. Đó, anh chị có thể tham khảo vì đang có nhiều sự lựa chọn nè. Xe này thì anh chủ đổi chiếc khác rồi về bên em nè, biển công tâm nha. Rồi tiếp theo là chiếc Kia Cerato số sàn 2018. Xe này thì khoảng 10 vạn rồi. Xe này thì là anh chủ mua bên em, đổi xe, quay đầu bên em và lại lên một chiếc xe bảy chỗ khác nữa. Nói chung là cũng cảm ơn anh nha, để 3 lần giao dịch thành công rồi ạ. Xe này bên đang bán với giá là 379 triệu Baruc hồ sơ nha, đời 2018. Rồi, chiếc đây, sẵn em quay hai chiếc này luôn. Đi luôn lên đi. Xe này là một chiếc xe số sàn nha anh chị. Số sàn, anh chị có thể tham khảo vừa đi gia đình và dịch vụ này. À, em nhầm, xe này là số tự động Kia Cerato 2018. Xe này thì 1.6 AT nè. Khoảng 449 triệu Baruc hồ sơ nha, cũng lên đầy đủ option rồi. Rồi một chiếc xe Accent bản đặc biệt luôn, 2021, lăn bánh thì khoảng hơn 3 vạn, bên em đang bán với giá là 485 triệu Baruc hồ sơ chị nha. Đó. Đang cửa hàng giờ đang rảnh quá nên giờ lôi mấy cái xe ra cà số nè chị. Rồi tiếp theo là chiếc Kia Cerato số sàn 2020. Xe này thì khoảng 435 triệu nha anh chị, số sàn này rất là tiết kiệm cho anh chị nào có nhu cầu mà mình đi gia đình và kèm dịch vụ luôn. Odo theo xe thì khoảng 20.000 cây thôi, rất là ít ạ. Xe này cũng là anh chủ mua bên em xong quay đầu bên em nè. Rồi tiếp theo là cũng là một chiếc Kia Cerato số sàn khác nha anh chị, màu đen, 2017, lăn bánh thì khoảng hơn 5 vạn, bên đang bán với giá là 375 triệu Baruc hồ sơ ạ. Tiếp theo là một chiếc xe nằm trong phân khúc hạng C, tới từ nhà Hyundai nè, Elantra bản Turbo đời 2019. Đó, xe này thì 1.6 turbo rất là tiết kiệm cho mình luôn, bên đang bán với giá là 535 triệu anh chị nha. Xe này mới về nè, sẽ quay chi tiết hơn một xíu để đi một vòng nội thất ở bên trong ạ. Cũng có cửa sổ chơi nè anh chị, ghế chỉnh điện. Odo theo xe thì khoảng 34.000. Cửa sổ chơi đầy đủ rồi, cam hành trình. Một chiếc xe phân khúc hạng C thì khá là rộng rãi ạ. Ở phía sau cũng có cổng, cũng có điều hòa rồi nè.
sau xe thì có cả biến lùi với cam lùi rồi. Vậy là tiếp theo là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao tới từ nhà Kia, Seltos bản Deluxe 2021, lăn bánh thì khoảng 70.000. Bên này bán với giá là 539 triệu bán rút hồ sơ nha. Rồi tiếp theo là một chiếc xe 7 chỗ Toyota Veloz bản top sản xuất 2022, odo theo xe thì khoảng là 28.000, bên này bán với giá là 625 nha. Xe thì nhập Indo này, máy xăng 1.5, màu vàng nữa. Anh chị có thể vừa đi gia đình và kịp dịch vụ luôn. Giờ rồi là một chiếc xe bán tải đi, WeChat 2021, khoảng hơn 30.000 cây, bên này bán với giá là 735 triệu nha anh chị. Xe này thì hai cầu này, đó, rất là mạnh luôn. Rồi một chiếc xe Toyota Hilux 2019, ở số sàn nha anh chị, xe này khoảng 95.000, bên em bán với giá là 515 triệu và rút hồ sơ nha. Rồi tiếp theo là Fortuner. Thường là cái dòng Fortuner mà về chiếc này là bên em cũng hay bán cái chiếc đó đó anh chị, xe này thì mới vệ sinh xong thôi. Fortuner nhập Indo, số sàn, máy dầu 2017, một chủ từ đầu khoảng 62.000 cây, bên em bán với giá là 749 triệu nha. Rồi tiếp theo là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao cũng tới từ nhà Toyota nè. Xe thì nhập Thái rất là bền bỉ luôn, Cross 2022, xe thì phiên bản V, odo theo xe thì khoảng 9.000 thôi, bên em bán với giá là 699 triệu nè. À, một chiếc xe cũng khá là lướt đó anh chị, Elantra, số sàn 2018, khoảng 15.000 cây thôi, bên em bán với giá là 405 triệu nha. Thì nếu vừa rồi em có quay sơ nhanh những chiếc xe đang có ở cửa hàng, thì nếu mà mình quan tâm tới mẫu xe nào, anh có chị có thể liên hệ Zalo cho em Vi 0928 325 679 hoặc là bạn Tuấn 0929 325 679 để có thể quay chi tiết rõ hơn những chiếc xe mà anh chị quan tâm nha. Và rồi em Vi xin chào anh chị đã theo dõi hết clip này và chúc anh chị có một kỳ nghỉ lễ bên gia đình thật là vui vẻ ạ.